Xin chào các bạn, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tên lửa nước. Mà chúng ta nên gọi là tên nước thôi, vì nó không có lửa. Để chế tạo tên nước, chúng ta cần một đoạn ống nhựa phi 21, một số quất chữ T và nắp đậy. Những thứ này chúng ta có thể dễ dàng mua được ở cửa hàng bán đồ ống nước. Giá cả cũng rẻ thôi, nên các bạn không phải lo lắng gì cả. Tiếp tục thì chúng ta cũng cần một đoạn ống nước phi 42, một số lật nhựa, một van xe máy, hai chai nước và bìa cứng mình lấy ở hộp bánh chocopie. Đầu tiên chúng ta sẽ đi chế tạo bệ phóng tên lửa hay bệ phóng tên nước. Các bạn hãy cắt đoạn ống nhựa này ra thành 4 đoạn là 15cm và một đoạn 30cm. Tôi đã đo sẵn rồi, giờ tôi cắt. Xin lỗi các bạn, tôi có nhầm một chút. Chúng ta phải có 6 đoạn 15 phân và một đoạn 30 phân. Và tôi đã cắt đây. Bây giờ tôi tiến hành đắp đế. Cái nắp cuối cùng chúng ta sẽ gắn van xe máy để bơm khí vào van xe máy. Dùng một miếng đệm cao su tránh gò khí. Ok, giờ ta sẽ lắp vào để ống hợp cuối cùng. Ta được đế, chúng ta hãy dùng keo nhựa dính vào cho chắc. Tiếp theo, các bạn hãy lấy những cái lạt nhựa này, chúng lấy khoảng 10 cái và ta nên cắt bớt đi. Ta sẽ buộc nó vào phần ống nhô lên với tác dụng là để giữ đuôi tên lửa, khi nào ta cho phép tên lửa bay thì mới bay được. Sau khi buộc lạt nhựa thì chúng ta sẽ được như này. Các bạn lưu ý rằng các lạt nhựa này phải đều nhau, cao đều nhau, và các đầu nhô ra lạt nhựa phải hướng vào trong cái ống nước. Sau đó ta sẽ cho cái ống 42 vào và các bạn quan sát. Khi tôi cho ống nước, cho chai nước vào thì những cái lạt nhựa này sẽ giữ cái gờ ở chai và cái ống 42 được đẩy lên. Có tác dụng là khi ta muốn phóng thì ta sẽ rút ống xuống. Ta sử dụng băng tan để tránh cho nước dò ra ở vị trí tiếp xúc giữa chai và ống nhựa. Ta phải đánh dấu vị trí để cuốn băng tan. Tiếp theo, chúng ta sẽ chế tạo phần thân của tên nước. Ở đây tôi sử dụng hai chai nước. Một chai được giữ nguyên. Tôi lấy chai xanh này cho dễ quan sát. Và một chai thì được cắt ra làm 3 phần. Chúng ta chỉ lấy phần giữa và phần đầu. Phần giữa thì được để xuống đầu chai như này. Và phần đầu này chúng ta sẽ làm phần đầu tên lửa. Phần thân chai nhựa vừa cắt ra, ta dính vào đầu chai nhựa còn nguyên, sử dụng băng dính dính vào. Cánh tên lửa thì làm bằng bìa cứng và hộp bánh như vừa nãy. Ta chỉ làm 3 cánh thôi. Ta sẽ gắn cánh tên lửa vào như sau. We'll be right back.
thành 3 phần và dính vào thân tên lửa như trên, dùng băng dính dính lại. Phần cánh sau khi cắt xong chúng ta dán vào, như chúng tôi dán đây, và chúng tôi làm không được khéo lắm nhưng mà cũng tạm được. Phần nắp chai cắt rời ra, giờ ta sử dụng tới ta sẽ làm đầu của tên lửa. Ta nên nhét ít giấy ướt đây cho đầu tên lửa nặng. Cái đầu bên trên sử dụng băng dính quấn dán chắc lại. Ta đã được một quả tên lửa nước hay tên nước hoàn chỉnh kết hợp với bệ phóng. Ta sẽ tiến hành đổ nước khoảng phần 3 chai vào trong này, đặt vào bệ và tiến hành thử nghiệm phóng. Giờ chúng ta sẽ đi phóng thử. Làm thí nghiệm có lúc thành công lúc thất bại, đó là do việc chúng ta làm có kín không, nước có bị chảy ra ngoài không. Chúng ta có thể tăng công suất hay làm cho tên lửa bay cao bằng cách ghép tổng tên lửa hoặc pha thêm muối vào nước.